Mình chưa có gì cả và mình sẽ đổi hết lại cái hai bộ này đi. 7 đá và 3 bản thiết kế nhá. Chơi thôi anh em. Chiến thôi anh em nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop xì kẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop xì kẹo.vn. Hello, xin chào cả những anh em. Tôi là sĩ tóc mái tôn. Ok, từ từ uống miếng nước đã. Hôm nay quay cái vòng quay chế tác đi anh em. Xem nào. Cái này là cái gì đây? Lụt thiên hồ á? Ôi bạn ơi! Con đồ chơi tương ứng. Do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Lụt thiên hồ nhau. Tất cả người anh em sẵn sàng giơ cái tay nào. Ấy, ấy, ấy ạ. Ấy, ấy, ấy ạ. Woo, yeah, ai, 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 yeah. Woo, yeah, ai, 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 yeah. Woo, đưa đôi tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Yeah, đưa đôi tay đây nào. Đó, mãi bên nhau bạn nhá. Yeah. Vỗ tay, vỗ tay. Lúc thiên hồ đúng không nào? Xem chúng ta này. Mình chưa có gì cả và mình sẽ đổi hết lại cái hai bộ này đi. 7 đá và 3 bản thiết kế nhá. Chơi thôi anh em. Chiến thôi anh em nhở. 18k có đủ quay full không anh em? Tôi tính thử xem. Ví dụ là nếu mà không biết có đủ quay full không cơ. Cái này là 7 này, 14 này, 14 đá, 6 bản thiết kế nhá. Đừng spam, đủ má spam cái đéo gì. Đánh chết cha bây giờ. Đây anh em, cái này là 7 đá nhá. 7 đá, 14 đá, 6 bản thiết kế này. Bên dưới là 5 đá. Tức là 10 đá là bao nhiêu? 24 đá. Đi còn mẹ mày. 24 đá và thêm 4 bản thiết kế nữa là 8 bản thiết kế. Ồ, 24 cộng 6 là 30 đá. 30 đá cộng 2, 30 đá và 10 bản thiết kế là chúng ta sẽ mở full nhá. Hai đá nữa. Nào. Đủ mà. What the fuck man? Thêm một đá nữa đủ này. Rồi ok luôn. Hôm nay tôi sẽ mở full luôn cái vòng quay chế tác lục thiên hồ nhá. Được chưa anh em? Được bạn. Đúng rồi, đổi thôi. Ui dồi ôi. xịn chưa không? Nó phải như thế, trang bị luôn. Này. Úi dồi ôi. Không, anh nghèo mà anh giàu đéo đâu. Anh nghèo mà. Được chưa? Này. Úi dồi ôi. Ok. Hôm nay tôi đổi full mà anh em phải thấy nó phải rực rỡ. Đủ má. Không thể đổi. Làm đéo ấy đã được full. Eo, đá chế tác nó hao nhanh thế anh em. Đủ má, thế phải quay thêm rồi, phải thêm đá chế tác phải nhiều vào. Nữa này, tôi tưởng đủ full rồi. What the fuck man. Ừ nó bảo hết đá rồi, chóng mặt quá. Phải. Lại nào. Đá chế tác nào, lên nào. Mãi chả lên đá gì cả. Mình có vài đá. Toàn bản thiết kế. Đúng 13 bản thiết kế. Đùa đấy à. Đá chế tác đi. Đá đi. Đùa. Đá đi. Thế việc kiểu. Mời cái quân què đang quay. Nó không ra đá ấy. Ok. Đá đi. Nào. Đập đá nào. Nhầm. Ra đá chế tác đi. Rồi. Gần đủ, tôi nghĩ là gần đủ rồi. Thêm vài đá nữa sẽ đủ nhá. Hôm nay tôi quyết định là tôi mở full luôn. Đừng có bắn sức toàn bản thiết kế. Tao chê mày.
Đá đi. Rồi, 6 đá đủ chưa anh em nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn chưa đủ đâu ấy. Cái này đổi hết mẹ 5 đá rồi. Thôi tôi đổi hai cái bộ này trước nhá. Ok. Yeah. Tôi sẽ đổi thêm cái gì nữa ta? Đây đây. Đổi cái bộ này trước. Ok. Xong lát cái bộ kia đắt quá nên là bây giờ nhá, chúng ta thiếu 5 đá chế tác cơ. Tôi nghĩ là làm sao đủ được. 5 đá khó vãi. Thề. Quay trong vô vọng luôn. Cứ hết cụ tiền rồi. Thế là 18k kim cương vẫn chưa mở được. Còn thiếu một cái bộ này nữa này. 5 đá chế tác để mai tôi chế tạo. Tôi kiếm thêm tiền anh em ạ. Ui, thì mới có tiền để tôi quay cái này. Ôi, đắng cay cuộc tình thế anh em. Trông chán luôn. Ô, vừa mới vô sao chú đã là sao? Đây chú đây. Discord mẹ là sao? Ơ, chú nhầm tí có làm sao đâu cháu ơi. Tôi thừa bản vẽ nhiều, 14 bản vẽ cơ. Trông chán luôn. Chán ơi. Nhưng mà mình quay này xong thì mình có được tặng vé quay kim cương. Cái này nó sử dụng cái gì đây? Phi vụ triệu đô. À, cái này phải quay bằng cái gì nhỉ? Tôi không biết nữa. Một quay vàng có hai vé free này. 232.000 vàng đúng không á? Thế thì cái phiên bản sau OB24 mà ra mắt tôi cần phát tôi trúng luôn một quay vàng. Chắc chắn với anh em là như thế rồi. Đéo tin. Không được thêm cái vé quay gì cả. Còn mẹ mày, mời cái đéo gì? Đừng nhá. Đừng. Bao việc, tại sao lại mời mình? Đừng mời mình nhá. Rồi, ok. Chào bên đây, chào Hưng Hoàng, xin chào tất cả người anh em nhá. Đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ê, 3k, anh hết mẹ kim cương rồi. Đau buồn, não lòng thật sự. Chán luôn. Ơ lại DCM. Ôi, Vân ơi, anh xin lỗi Vân. Anh nhỡ miệng, không sao cả Vân ạ. Thôi, anh có hỏng đâu. Anh ngoan mà, anh good boy mà, hỏng làm sao. Thế mà anh good boy mà anh không hỏng đâu. À thế à. Rồi, dẫu sao 14 bản thiết kế trông phí vãi luôn ấy. Thề. Ui, 100 hộp súng hàn băng. Nhiều thế. Ok. Mở bao giờ cho hết. Được một cây K98 vĩnh viễn này, K98 hàn băng này. Ngon. Ơ, mình được vĩnh viễn hết cả rồi anh em ơi. 100 hộp này chả được vĩnh viễn. Mở mãi còn 50 hộp này. Trời ơi. Sao nhiều vậy ta? Mở hết cho nó có anh em ạ. Cái này được một mớ máy quét luôn. Đây, chúng ta lại được thêm cái này. Ôp, mình cái này mình có lâu rồi. Nên là nó tặng thêm cái thẻ cho chúng ta đổi quy đổi thôi. 155 thẻ đổi được cái gì đây cả nhà ơi? Mình nghĩ là chúng ta sẽ đổi cái gì đây? Cái này mấy cái giảm giá kim cương hay phết nè. Hoặc bên dưới thì đổi nốt cái giày đi. À không, cái bộ này xấu quá mà. Mình nhớ là mình có cả bộ rồi sao ấy. Nên chắc thôi anh em ơi. Ôi, nhiều đồ quá rồi. 22 với quay kim cương nhưng mà nó đang ở cái vòng quay sự kiện, mình không xài được không? My friend call me head. Ok. Tự nhiên ngứa, mặc cái quần ngứa thế. My god, đéo hiểu.